Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 2, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 1 Tết, thủ đô Hà Nội đã đón 187.000 lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023 với 39.000 lượt khách. Khách du lịch nội địa đạt 148.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ Tết đạt 725 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng khách lưu trú đến Hà Nội vui chơi, tham quan trong kỳ nghỉ Tết chủ yếu đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.